trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng ngày 17 tháng 10, một lãnh đạo xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng làm hai vợ chồng tử vong. Theo vị này, khoảng 19 giờ 30 phút tối qua, Ủy ban Nhân dân xã Minh Tiến nhận được thông tin hai vợ chồng là anh HVD và chị LTH tử vong tại nhà riêng thôn Khuôn Bục. Theo những hình ảnh được người dân chụp lại tại hiện trường, hai vợ chồng tử vong trên vũng máu lớn ở giữa ngôi nhà, bên cạnh là một con dao. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Minh Tiến đã có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường. Theo lãnh đạo xã Minh Tiến, trong đêm qua lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do có mâu thuẫn nên người chồng dùng dao giết vợ rồi sau đó tự sát.